Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Đề Bà Đang Đa Thứ 12 lúc bây giờ đứng Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người bốn chúng ta ở trong vô lượng kia về thời quá khứ cầu sinh Pháp Hoa không có lười mòn. Trong nhiều kiếp thường làm về quấn vương qua nguyện cầu đạo vô thường Bồ Đề lòng không thối chuyện vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên chuyên làm việc bố thí lòng không lận tiếc bố thí voi ngựa bảy bao. Nước thành vợ con tôi tớ bạn bè cho đến đầu mắt tùy ông thân thịt tay chân chẳng tía thân mền thỏa đó nhân dân trong đời sống lâu vô lượng vua vì mến pháp nên tôi bỏ ngôi vua. Giao việc trị nước cho thái tử đánh trống ra lệnh cầu pháp khắp bốn phương ai có thể vì ta nói pháp đại thừa thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có về tiên nhân đến thưa cùng vua rằng ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nếu đại vương không trái ta sẽ bị đại vương mà tuyên nói. Vua nghe lời về tiên nhân nói vui mừng hân hở liền đi theo vị tiên nhân để cung cấm việc cần dùng hoàng hai trái gánh hoặc là lượm củi nấu ăn cho đến dùng thân mình làm giường ghế. Thân tâm không biết mọi thờ đó theo phong thờ vì tiên nhân trải qua một nghìn năm vì trong pháp nên chiến năng cùng cầm hầu hòa cho tiên nhân không thiếu thốn. Bây giờ đứng thế con muốn thuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ kim qua xứ vì cầu pháp đại thừa giàu làm vị quân vương chẳng ham vui ngũ dục đánh chuông rào bốn phương. Ai có pháp đại thừa nếu vì ta dạy nói thân sẽ làm tôi tớ giờ có tiên thương thọ đến thưa cùng đại vương ta có pháp nhiệm màu trong đời in có được nếu có thể tu hành. Ta sẽ vì ông nói khi vua nghe tiên nói xin lòng rất vui đẹp liền đi theo tiên nhân cung cấp đồ cần dùng lớn cuối và đau trái theo lời cung kính dân lòng ham pháp đại thường. Thân tâm không lười mỏi khắp vì các chúng sinh riêng cầu pháp màu lớn cũng không vì thân mình cùng với vui ngũ dục nên giàu làm vua lớn chuyên cầu được pháp này do đó được thành Phật nay vẫn vì ông nói. Phần bảo ca si kêu rằng thuở ấy vua đó thời chính thân ta còn tiện nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa do nhờ ông thiền tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật. Từ bi hỷ xả 32 trường to 80 muôn đẹp thân sẵn vàng tía 10 kia
thần thông đạo lực thành bằng chính gia rồng độ chúng sinh. Tất cả công đức đó đều là nhân thiện trí thân đề bà đáng đa cả phần bao hoàng tư chúng quá vô lượng kim về sau ông đề bà đáng đa sẽ được thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai. Ưng cung chính biến trí minh hành tùng thiền sẽ thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng vô thiên nhân chư Phật tới toàn cõi nữa đó tên là Thiên Đạo lúc Thiên Vương Phật trụ ở đời. Hai mươi trùng kiếp rộng vì cả chúng sinh mà nói pháp màu hằng hà xa chúng sinh đường quả la hán vô lượng chúng sinh phán tâm duyên giác hằng hà xa chúng sinh phán tâm vô thường đau được vô sinh nhân đang bận bận vối chuyện sau khi đến Thiên Vương Phật nhập niết bàn chính pháp trụ lại đời hai mươi trung kiếp toàn thân xa lời dựng tham bằng bảy bao cao sáu mươi do tuần cả hàng trời nhân dân đều đem hoa đẹp hương bột hương xoa hương đốt y phục chuỗi ngọc tràn phan lỏng bao kỳ nhà ca tùng đề lễ lại cúng vàng tham đem bằng bảy bao đó vô lượng chúng sinh được quả a la hán. Vô lượng chúng sinh ngô bánh chi văn văn khả tư nghị chúng sinh phán tâm bồ đề đến bằng bằng thối truyền đừng phần báo ca tuy kheo trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe kinh diệu pháp liên hòa phẩm đề bà đàn đàn. Xin lòng trong sành kinh tín chẳng xin nghi lầm thời chẳng đoa địa ngục ngã quỷ chúng sinh đưa sinh ở chưa càng đứng phờ trong mười phương cho người đó sinh ra thường được nghe kinh này. Nếu sinh vào cõi nhân thiên thời hướng sự vui rắn tăng nhiều nếu sinh ở chưa phần thời từ hóa sen hóa sinh bây giờ hạ phương vì Bồ Tát theo hồ đức đa bửu Như Lai tên là Trí Tích Bành với đức đa bửu phần nên trở về bản quán đơn thân ca mâu ni phần bảo trí tinh rằng thiện nam tử giờ giờ giây là cõi đây có bồ tát tên văn thù chưa lời có thể cùng ra mắng nhau luận nói pháp màu rồi sẽ về bản đồn lung đo ngài văn thù chứ lời ngồi hoa sen nhìn canh lớn như bánh xe can về bồ tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báo từ nơi cung rồng ta kiệt là trong biển lớn tự nhiên vọt lên trù trong hư không nên nuôi linh thứ từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ phần đầu mang kinh lại chẳng ai đứng phần làm lễ xong qua chỗ trí tinh cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phiên. Ngài Trí Tinh Bồ Tát hỏi ngài Văn Thù Sư lời rằng ngài qua cung rồng hòa độ chúng sinh số đường bao nhiêu ngài Văn Thù Sư lời nói số đó vô lượng không thể tính kể chẳng phải miệng.
chẳng phải tâm lương đưa chờ chừng dây lát sẽ từ chứng viên ngài văn thù nói chưa dứng lời liền có vô số bồ tát ngồi hóa trên bao từ biển vọt lên đến núi linh tửu trụ giữa hư không càng về bồ tát nay đều là của ngài văn thù sư lợi hóa đồ đủ hạnh bồ tát đều chung luận nói sao pháp ba la mật những vị mà trước kia là thanh văn ở giữa hư không nói hành thanh văn nay đều tu hành nghĩa không của đại thừa ngài văn thù sư lợi nói với ngài ký tính rằng tôi giao hoa ở nơi biển Việt có như thế lùng ấy ngài tri tình bồ tát nói kể khen rằng đại trí đứng mạnh mẽ hoa đồ vô lượng chúng nay trong hồi lớn này và tôi đều đã thấy diễn nói nghĩa thần tướng mở bài pháp nhật thừa rồng độ các chúng sinh khiến mau thành bồ đề ngài văn thù sư lời nói ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh diệu pháp liên hoa ngài tri tinh hỏi ngài văn thù sư lời rằng kinh này đấng sâu vi diệu là bao trong trang kinh trong đời dân in có vậy có chúng sinh nào siêng năng tình tăng tu hành kinh này mau đưa thành phận chăng ngài văn thù sư lời nói có con gái của vua rồng ta kiện la mới tám tuổi mà căn tính lanh lẹ có trí tuệ kéo biển cả căn tính hành nghiệp của chúng sinh được khóa tổng trì các tạng pháp kinh rất sâu của các phần nói đều có thể thù trì sâu vào thiền định rõ thâu căn pháp trong khoảnh sáng na phán tâm bồ đề được bất bất thối chuyển biển tài vô ngại thương nhớ chúng sinh như con đỏ con đứng đầy đường lòng nghĩ miệng nói pháp nhiên màu rộng lớn từ vi nhân đức chiêm nhường ý chí hòa nhà nàng ấy có thể đến bồ đề chỉ tin bồ tát nói rằng tôi thấy đừng thỉnh ca như lai ở trong vô lượng kiếm làm nhưng hành khổ có làm chưa nhiều công đức để cầu đạo bồ đề chưa từng có lúc tôi dưng ta xem trong cõi tam thiên đại thiên nhận đến không có chỗ nhỏ bằng hôm cái mà không phải là chỗ của bồ tát bỏ thân mình để vì lợi ích chúng sanh vậy sao mới đưa thánh đạo bồ đề chẳng tinh long nữ đó ở trong khoảng dày lãng chứng thành bẩn chính gia nói luận chưa xong lúc đó con gái của long vương bỗng hiện ra nơi chưa đầu bằng lễ kinh phật rồi đứng một phía nói kề kiên rằng thấu rõ tướng tôi vừa khám soi cả mười phương pháp thân tình vi diệu đủ 32 tướng dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân trời người đều kính ngưỡng lòng thần thấy cung kính tất cả loài chúng sinh không ai chẳng tôn phụng lại nghe thanh bồ đề chỉ phật nên chứng biết tôi nói pháp đại thừa
vừa độ thoáng khổ chúng sinh. Bây giờ Ngài xa lời vẫn nói với lòng nữ rằng: Người nói công bảo lâu chừng được nào vô thường, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhớ quê chẳng phải là phán thi, thế nào có thể được thành vô thượng chứng giác? Đạo Phật xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp, cần khổ chứa nhóm công hành tu đủ các đồ, vậy sao mới thành được lại thân gái? Còn có năm điều chương: Một, chẳng được làm phàm thiên vương. Hai, chẳng được làm đế tinh. Ba, chẳng được làm mã vương. Bốn, chẳng được làm chuyển luân thánh vương. Năm, chẳng được làm phẩm thế nào thân gái được mau thành phần. Lúc đó lòng nữ có một hồn châu bao giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên, đem dân đứng Phật phần liền nhận lấy. Lòng nữ nói với trí tinh Bồ Tát cùng tôn giả Xá Lợi Phân rằng: Tôi yến châu bảo đứng Thế Tôn Nam Thọ, việc đó có mau chăng? Đám trước màu lòng nữ nói lấy chân thân của các ông xem tôi thành phần lại mau hơn. Viện đó đàn lúc đó cả chúng hồi đều thấy lòng nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đủ hành Bồ Tát. Liền qua cõi vô sâu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành bậc đẳng chính giác đủ 32 tướng 80 món đẹp khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp màu. Khi ấy trong cõi ta bà hàng Bồ Tát thân văn trời rộng bát bộ nhân cùng phi nhân đều xa thấy lòng nữ kia thành Phật cấp vì hạ nhân thiên trong hội đó mà nói pháp. Xin lòng vui mừng đều xa kính lạy vô lượng chúng sinh nghe pháp tỏ ngộ được bần bần thôi chuyển vô lượng chúng sinh được lãnh lời thú ký thành Phật cõi vô cấu sáu điều vang đồng. Cõi ta bà ba nghìn chúng sinh trô bần bần thôi ba nghìn chúng sinh phán lòng Bồ Đề mà đưa lãnh lời thú ký trì tình Bồ Tát và Ngài Xá Lợi Phân tất cả trong chúng hồi yên lặng mà tin nhận đôi.